Thưa quý thính giả của Thời báo Media, đây là mục thời sự thế giới cho ngày thứ hai, 12 tháng 10 năm 2020. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến một vấn đề, đó là chùm song bài Huawei, từng gặp Thủ tướng Trudeau và là đại biểu trong phái đoàn Trung Quốc đến Canada. Thưa quý thính giả, như tin tức loan báo, thì những vào ngày cuối tháng 9 năm nay 2020, các cơ quan an ninh phối hợp trong chiến dịch có tên là Endgame, trận chơi chót, đã phá vỡ một sòng bài trá hình và một tiệm đấm bóp có mại dâm tại một ngôi biệt thự sang trọng và rộng lớn ở thành phố Toronto. Sòng bạc và tiệm đấm bóp trá hình này nằm ở tòa lâu đài rộng 20.000 bộ vuông, tức là khoảng 1.858 m², tại số 5 The Cooksey Court, gần đường Major Mackenzie Boulevard và Warden Avenue ở Markham, trong vùng đại thủ phủ Toronto. Tòa lâu đài này tráng lệ, có cổng sắt và hàng rào bao bọc xung quanh. Bên trong sòng bạc có đầy đủ môn chơi cho khách hàng, chơi đánh bài, chơi casino, chơi đủ hết, và kéo máy, và có một tiệm đấm bóp. Khách hàng đến sòng bài này được tiếp đón như những ông hoàng, và tiền họ phải chi ra cũng không ít. Uống rượu thả cửa là những rượu ngon, và khi ngồi chơi bài được hầu tiếp những món ăn ngon, cùng cả những món như là vẩy cá mập, có chỗ đấm bóp, và cuối cùng là có gái điếm phục vụ. Sau khi mà cảnh sát mở cuộc điều tra lục soát thì bắt giữ 32 nghi can, tịch thu 11 súng ống đủ loại, gồm có cả súng tiểu liên AR-15 cùng hàng ngàn viên đạn và hàng trăm thùng rượu đắt tiền để dưới hầm rượu trị giá trên 1.5 triệu đô la và những hàng tài sản khác rất là lớn. Theo ông cảnh sát trưởng Jim Maxwin, thì tiền lợi nhuận của sòng bạc bất hợp pháp này được băng đảng dùng thiết lập những ổ gái điếm và mua bán ma túy, và sau đó là rửa ráy tiền bạc bằng cách đầu tư vào những địa ốc, những căn địa ốc ở trong vùng đại thủ phủ Toronto. Ông cảnh sát trưởng cũng nói thêm là sòng bạc trá hình này cũng gây những hậu quả như bạo hành súng đạn, cướp bóc bằng súng, bắt cóc tống tiền và những bạo hành khác xảy ra trong khu vực. Cảnh sát sau đó cũng mở cuộc lục soát gần một căn nhà khác trên đường Woodland Acre, gần đường Bathurst Street và Teston Road, bắt giữ nghi can làm chủ sòng bài, tên là ông là Huawei, 52 tuổi, bà vợ là Sinh Nhau Chen, 48 tuổi, và đứa con gái là Chen Wei, 25 tuổi, và thêm trên 1 triệu đô la tiền mặt. Theo tin của đài CBC phổ biến trong hôm thứ Năm ngày 8 tháng 10, thì chùm cờ bạc Huawei này đã ít nhất 2 lần gặp Thủ tướng Justin Trudeau trong các tiệc quyên tiền cho Đảng Tự Do. Bề ngoài, tay chùm cờ bạc Huawei là một nhà thương mại hành nghề xây cất bất động sản. Trong năm 2016, tay chùm Huawei đã gặp Thủ tướng Trudeau 2 lần, một lần trong bữa tiệc quyên tiền cho Đảng Tự Do tại tư gia của một nhà thương mại giàu có. Ngoài ra, ông Huawei từng là một trong 4 thành viên của phái đoàn về văn hóa và kỹ nghệ của Trung Quốc đến gặp Thủ tướng Trudeau. Và phái đoàn này đã tặng cho tổ chức từ thiện The Trudeau Foundation của ông bố Thủ tướng Trudeau là ông cố Thủ tướng Pierre Trudeau một số tiền rất lớn. Theo tin của cảnh sát thì chùm sòng bài Huawei mua căn biệt thự 20.000 bộ vuông này vào năm 2015 với giá 4.7 triệu đô la và trong trả tiền mặt 1.7 và mượn 3 triệu đô la từ các ngân hàng. Ngôi biệt thự này hiện nay trị giá 9 triệu đô la. Ông Huawei là di dân từ Trung Quốc qua Canada 10 năm trước theo diện di dân về vấn đề đầu tư. Tay chùm cờ bạc này có công ty địa ốc tên là Skywalk Investment và là chủ tịch Hiệp hội những nhà địa ốc người Canada gốc Hoa ở Canada. Cũng theo tin tức từ cảnh sát, thì tay chùm cờ bạc này làm chủ khoảng 50 cơ sở địa ốc trong vùng đại thủ phủ Toronto. Và như thế phần lớn những cái cơ sở này là có thể là do tiền lợi nhuận kiếm được từ sòng bạc mà từ cái lâu đài của ông ta. Thưa quý thính giả của Thời báo Media, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thời sự Thế giới kỳ này ở đây và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong một Thời sự Thế giới kỳ sau.